Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Android phiên bản DC. Phiên bản DC lần này của Android được chú ý đến nhờ việc ông sở hữu 2 chân 5 năm. Lợi thế của việc đều chân với một cầu thủ trên hàng công, nhất là ở vị trí tiền đạo mũi nhọn ST là quá rõ ràng, giúp cho cầu thủ người xứ Wales dứt điểm tốt và ổn định bằng cả hai chân, cũng như có được nhiều tư thế, góc độ ghi bàn đa dạng. Với Android, anh em nên ưu tiên lựa chọn dứt điểm bằng D bởi tính sát thương cao và lực sút rất căng. Khả năng dứt D của Android là ổn nếu ông có cơ hội dứt điểm bên trong vòng cấm, nhưng ở bên ngoài vòng cấm độ ổn định là chưa cao. Vì thế mà nếu sút xa, anh em nên ưu tiên sút D nhiều hơn. Khả năng không chiến của Android cũng khá tốt, nhờ vào khả năng chủ động di chuyển về phía cục xa nên tương đối dễ dàng tạt vào bên trong cho ông. Xu hướng chạy chỗ của Android có phần hơi rộng một chút, nhưng một khi đã làm quen được với cách di chuyển của cầu thủ Liverpool, mọi thứ sẽ ổn áp ngay. Với khả năng chọn vị trí tốt nên ông cũng thường có những tư thế dứt điểm thuận lợi hoặc hỗ trợ đồng đội khi cần thiết. Khả năng tranh chấp của Android cũng được cải thiện thêm đôi chút, nhưng theo mình vẫn nên hạn chế tranh chấp ngang vai theo kiểu 50-50 với các CB đối phương. Thay vào đó, hãy cố gắng để Android chạy được người lên trước, sau đó đè C sẽ ổn áp hơn. Tốc độ cũng là một điểm mạnh của cầu thủ xứ Wales, giúp ông có thể thoát ra khỏi sự đeo bám của đối thủ, cũng như giúp anh em thoải mái tự tin chọc khe cho Android đang chủ động lao lên, để rồi ông dễ dàng điền tên mình lên bảng điện tử trong tình huống đối mặt 1-1 với Kaka sau đó. Khả năng đi bóng của Android có phần hơi cứng một chút và cũng chỉ có 3 sao skill, vì thế mà anh em nên ưu tiên xử lý đơn giản. Còn với những anh em đầu tư lên mức thẻ cộng 5 lên được 4 sao kỹ thuật, sẽ phần nào giúp ông có thêm được những phương án đi bóng. Nhờ vậy mà khả năng xoay sở có phần ổn áp hơn và có thể qua người được, nhưng cũng đừng quá mải mê rơi dắt với Android. Khả năng truyền bóng của cầu thủ Liverpool chỉ ở mức cơ bản, anh em chỉ nên thực hiện những đường truyền an toàn, đơn giản, tránh để ông thực hiện những đường truyền phức tạp hay truyền bóng ở những tư thế không thuận lợi để tránh bị mất bóng đáng tiếc trong quá trình băng bật. Tổng kết lại, phiên bản DC lần này của Android khá ok để anh em, nhất là fan của Liverpool, có thể trải nghiệm ông bên cạnh những Fernando Torres hay Luis Suarez. Và trên đây là bài review của mình về Android phiên bản DC. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.